Tổng thống Belarus chỉ trích Mỹ gián tiếp gây ra vụ rơi trực thăng chở Tổng thống Iran. Nga công bố video giành quyền kiểm soát làng Kletchevka ở Donetsk. Ukraine tính cắt giảm tướng lĩnh quân đội đưa ra tiền tuyến. Armenia chính thức trả đất cho Azerbaijan. Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi kênh Nghệ An TV, kênh chính thức của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An trên nền tảng YouTube. Chương trình hôm nay gồm những nội dung chính sau đây. Ngày 24 tháng 5, trong cuộc họp báo chung với Tổng thống Nga Putin tại Minsk, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko nhận định vì các lệnh trừng phạt của Mỹ nên Iran gặp khó trong việc bảo dưỡng chiếc trực thăng cho Tổng thống Iran Ebrahim Raisi gặp nạn. Ông Lukashenko nhấn mạnh, theo quan điểm cá nhân, chứ không phải tư cách một tổng thống, tôi cho rằng chính quan điểm của Mỹ đã gây ra thảm kịch đó. Bên cạnh đó, Tổng thống Belarus cũng giải thích thêm rằng Mỹ không có quyền áp các lệnh phạt lên tàu thuyền, máy bay hay trực thăng chở người và họ đã cấm cả các công ty cung cấp dịch vụ bảo trì trực thăng của Tổng thống Raisi, do đó vụ tai nạn cũng là lỗi của họ. Trong khi đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin chỉ ra hai chiếc trực thăng còn lại thao túng Tổng thống Iran Ebrahim Raisi trong chuyến bay nói trên, do Nga chế tạo lại bay về an toàn, nhà lãnh đạo Nga nêu rõ. Trong cùng một điều kiện, cùng lộ trình bay, những chiếc trực thăng do Nga chế tạo không hề gặp khó khăn. Cho đến thời điểm hiện tại, Iran mới chỉ đưa ra báo cáo sơ bộ về nguyên nhân vụ tai nạn trực thăng ngày 19 tháng 5, khiến Tổng thống Ebrahim Raisi cùng một số quan chức cấp cao Iran qua đời. Theo đó, không có dấu hiệu nào bất thường trong chuyến bay. Chiếc máy bay không bay chệch hướng, không có đạn hoặc mảnh vỏ đạn được phát hiện tại hiện trường vụ tai nạn. Trước đó, Cựu Ngoại trưởng Iran Javad Zarif cũng cáo buộc một trong những nguyên nhân gây ra vụ việc đau lòng này xuất phát từ Mỹ. Và lệnh trừng phạt nhằm vào ngành hàng không Iran đã khiến Tổng thống Iran và các quan chức dưới quyền thiệt mạng. Đáp lại, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby cho rằng những cáo buộc nhằm vào Mỹ trong vụ việc này là hoàn toàn vô căn cứ. Ông Kirby nhấn mạnh, Mỹ chưa xác định được nguyên nhân vụ tai nạn và truyền thông Iran cũng đề cập tới điều kiện thời tiết khắc nghiệt và sương mù dày đặc vào thời điểm xảy ra tai nạn. Ông Kirby nói, quan chức Iran chỉ ra việc chiếc trực thăng bay trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, đặc biệt là sương mù có thể là nguyên nhân của vụ tai nạn. Bất kỳ quốc gia nào dù có là ai đi chăng nữa cũng phải tự chịu trách nhiệm về việc đảm bảo độ an toàn và tin cậy của các thiết bị bay, bao gồm cả ngành hàng không dân dụng. Chiếc trực thăng chở Tổng thống Raisi gặp nạn là dòng Bell 212 do Mỹ chế tạo từ cuối những năm 60 của thế kỷ trước. Do chịu tác động từ các lệnh cấm vận của Mỹ, Iran hầu như không có các bộ phận linh kiện để thay thế. Là một chiếc máy bay đa dụng, trực thăng Bell 212 có thể chở người, triển khai phòng cháy chữa cháy trên không, chở hàng hóa và lắp đặt vũ khí chiến đấu. Chiếc máy bay trực thăng Bell 212 chở Tổng thống Iran Raisi có thể chở tối đa 15 người, bao gồm cả các thành viên phi hành đoàn. Vụ tai nạn ngày 20 tháng 5 là sự cố nghiêm trọng thứ hai liên quan đến dòng Bell 212. Trước đó vào tháng 9 năm 2023, một chiếc trực thăng tư nhân loại này đã rơi ngoài khơi các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Trong khi đó, vụ rơi máy bay trực thăng gần nhất liên quan đến Iran diễn ra vào năm 2018. Ngày 24 tháng 5, Bộ Quốc phòng Nga đã công bố đoạn video về việc giành quyền kiểm soát làng Kletchevka thuộc Cộng hòa Nhân dân Donetsk DPR tự xưng vào đầu tuần này. Kênh RT của Nga cho biết, ngôi làng được đánh giá là trung tâm hậu cần chiến lược ở Donbass. Hôm 22 tháng 5, Bộ Quốc phòng Nga đưa tin rằng lực lượng này đã nắm toàn quyền kiểm soát Kletchevka sau khi giao tranh dữ dội nổ ra ở khu vực kể từ mùa xuân năm 2023. Kletchevka nằm ở phía nam thành phố trọng điểm Atyomov thuộc khu vực đông bắc của DPR. Video được chia sẻ trên kênh Telegram chính thức của Bộ Quốc phòng Nga ghi lại cảnh pháo binh Nga tấn công vào các mục tiêu trong và gần ngôi làng bằng đạn pháo Krasnopol. Trong một đoạn khác của video, có thể thấy thiết bị bay không người lái UAV Nga nhắm tấn công vào một nhóm quân Ukraine đang trú ẩn dưới tầng hầm của một ngôi nhà bị phá hủy. Một đoạn khác là cảnh nhóm tấn công của Nga cận chiến với binh sĩ Ukraine. Trong video cũng có cảnh quân đội Nga dương quốc kỳ và biểu ngữ chiến thắng. Việc giành được quyền kiểm soát Kletchevka diễn ra khi lực lượng Nga đạt được những bước tiến đáng kể ở DPR và các khu vực khác. Ngày 23 tháng 5, Bộ Quốc phòng Nga cũng thông báo đã kiểm soát Andriivka, một ngôi làng nằm ở phía nam thành phố Chasovia và cách Kletchevka khoảng 4 km về phía nam. Trong một diễn biến khác, quân đội Ukraine đã phóng tên lửa đạn đạo Atak, phá hủy hệ thống phòng không S-400 Chium của Nga ở khu vực Donetsk. Theo Mininworld,
tài khoản Telegram Dorje Spirna đã công bố đoạn video hiện trường sau vụ tấn công. Theo đó, hôm 22 tháng 5, Ukraine đã phóng tên lửa vào vị trí đặt hệ thống S-400 của Nga gần sân bay Makhno ở vùng Donetsk. Cuộc tấn công đã sử dụng 5 hệ thống tên lửa chiến thuật lục quân ATAK. Ngoài ra, vụ tấn công được cho còn phá hủy 2 bệ phóng S-300-400, radar 96L6E và trạm điều khiển của S-300-400. Một tổ hợp S-300-400 khác cũng bị hư hại. Hình ảnh và video công bố cho thấy ít nhất một bệ phóng, một xe hỗ trợ 34S6E và radar 96L6E đã bị phá hủy. Hiện Nga chưa lên tiếng bình luận về thông tin này. Hệ thống S-400 của Nga được triển khai gần sân bay Makhno, nơi cách tiền tuyến khoảng 50 km. Sân bay Makhno còn có một dải đất tương đối ngắn được cho phục vụ dàn trực thăng tấn công của Nga. Hồi đầu tháng này, các lực lượng Ukraine cũng tuyên bố phóng tên lửa ATAK phá hủy một hệ thống S-400 của Nga ở căn cứ không quân Belbek trên bán đảo Crimea. Tháng trước, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jack Sullivan tiết lộ, Washington đã bí mật cung cấp số lượng đáng kể ATAK MGM-140 cho Ukraine. Theo ông Sullivan, Mỹ từng cung cấp các phiên bản ATAK tầm ngắn hơn cho Ukraine, nhưng hiện tại Kiev đã sở hữu những tên lửa có tầm bắn lên tới 300 km. Tờ Newsweek nhận định, các tên lửa ATAK đang tạo ra tác động trong xung đột Nga-Ukraine khi các hệ thống phòng không, căn cứ không quân, địa điểm huấn luyện của Nga đều trở thành mục tiêu. Ngoài ra, cầu Crimea nối đất liền Nga với bán đảo Crimea cũng bị đưa vào tầm bắn của ATAK. Trong khi đó, S-400 Triumph của Nga là hệ thống tên lửa đất đối không cơ động, có khả năng tấn công nhiều mục tiêu như chiến đấu cơ, máy bay không người lái UAV, tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo. Năng lực của S-400 được sánh ngang với hệ thống MIM-104 Patriot do Mỹ sản xuất. S-400 đóng vai trò ngăn chặn máy bay Ukraine, có khả năng hoạt động gần tiền tuyến. Khi cuộc chiến với Nga đã kéo dài sang năm thứ ba, Ukraine đang phải vật lộn chống lại làn sóng tấn công của Nga sau khi mất kiểm soát nhiều khu vực ở vùng Donetsk, phía đông nước này. Nhiều binh sĩ phàn nàn về việc thiếu người và vũ khí, trong khi các tướng lĩnh quá đông. Giữa bối cảnh này, Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine có kế hoạch sa thải một số tướng lĩnh quân đội và đưa họ ra tiền tuyến nhằm nâng cao tinh thần cho binh lính. Quân đội Ukraine không tiết lộ có bao nhiêu tướng lĩnh sẽ được phân công lại nhiệm vụ, nhưng cho biết sẽ cắt giảm khoảng 2/3 số nhân sự cấp cao. Người đứng đầu cơ quan kế hoạch phòng thủ quân sự Ukraine, chuẩn tướng Jevhen Otchiansky cho biết, một cuộc khảo sát về tính hiệu quả đã được tiến hành vào đầu năm nay và quân đội có kế hoạch tối ưu hóa các hoạt động, giải phóng tới 60% nhân sự hiện tại để bổ sung cho các cơ quan chỉ huy và kiểm soát ở cấp độ tác chiến và chiến thuật cũng như các đơn vị chiến đấu. Theo ông Otchiansky, điều này sẽ cho phép luân chuyển các đơn vị thực hiện nhiệm vụ chiến đấu lâu dài ở tiền tuyến. Kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự hồi tháng 2 năm 2022, Ukraine đã tìm cách hiện đại hóa quân đội để phù hợp với các quốc gia NATO. Quyết định giảm số tướng lĩnh đồng nghĩa với việc các sĩ quan cấp dưới được trao quyền đưa ra các quyết định trên chiến trường. Năm ngoái, hàng nghìn binh sĩ Ukraine đã được lực lượng NATO huấn luyện ở châu Âu và các nhà hoạch định quân sự của NATO cũng hợp tác với Ukraine trước thềm cuộc phản công rầm rộ của nước này. Tuy nhiên, cuộc phản công của Ukraine không đạt kết quả và Nga đang dần giành được lợi thế trên thực địa. Ukraine đang chịu áp lực phải tăng cường lực lượng ở tiền tuyến và cho các đơn vị đã mệt mỏi được nghỉ ngơi. Trong cuộc họp báo gần đây, tướng Otchiansky cho biết việc tăng cường các quy định tuyển quân và tái bố trí các tướng lĩnh từ trung tâm chỉ huy hậu phương đến các vị trí chiến đấu tiền tuyến sẽ cho phép nhiều binh sĩ kiệt sức được nghỉ ngơi. Từ tháng 10 năm ngoái, quân đội Nga đã tiến lên dọc theo chiến tuyến ở Ukraine và bước tiến mới của Moscow vào Kharkov đã buộc Kiev phải rút các đơn vị từ nơi khác về khu vực này để thu hẹp khoảng cách. Kể từ khi đảm nhận chức Tổng tư lệnh quân đội Ukraine vào tháng 2 năm nay, tướng Oleksandr Sysky đã được ghi nhận là người tiếp thêm sinh lực và mục đích cho lực lượng của Kiev. Ông thường xuyên đi thăm các đơn vị tiền tuyến và được các binh sĩ Ukraine yêu thích. Chính phủ Armenia đã quyết định trả lại cho Azerbaijan 4 làng dọc biên giới, đánh dấu bước tiến mới hướng tới bình thường hóa quan hệ giữa hai quốc gia đối địch này. Theo đó, ngày 24 tháng 5, các quan chức ở Yerevan và Baku cho biết, 4 ngôi làng biên giới gồm Bakanit Erum, Asaki Akipara, Kherimli và Kiril Hazili là những nơi mà Armenia đã nắm quyền kiểm soát từ nhiều thập niên trước. Cơ quan An ninh Quốc gia Armenia cho hay, lực lượng biên phòng Armenia đã chính thức đảm nhận các vị trí mới theo thỏa thuận biên giới và nhường lại quyền kiểm soát 4 làng cho Azerbaijan. Trong khi đó, Phó Thủ tướng Azerbaijan Shahin Mutafayev
thông báo lực lượng biên phòng của Baku đã nắm quyền kiểm soát 4 ngôi làng ở huyện Gazak trên biên giới với Armenia theo thỏa thuận. Theo ông Mustafayev, 4 ngôi làng biên giới này trở về với Azerbaijan sau khi hai nước nhất trí về việc phân định đoạn biên giới dài 12,7 km vào ngày 16 tháng 5. Armenia và Azerbaijan từng thuộc Liên Xô. Hai cuộc chiến đã xảy ra giữa hai nước trong thập niên năm 1990 và năm 2020 liên quan vùng tự trị Nagorno-Karabakh có đa số người Armenia sinh sống. Tháng 9 năm 2023, Azerbaijan đã mở chiến dịch quân sự thu hồi vùng lãnh thổ ly khai Nagorno-Karabakh từ lực lượng ly khai thân Armenia, chấm dứt gần 3 thập kỷ lãnh thổ bị chia cắt. 3 tháng sau, Armenia và Azerbaijan ra tuyên bố chung về ý định đàm phán hiệp ước hòa bình sau thời gian dài xung đột liên quan Nagorno-Karabakh. Hồi tháng 3 năm nay, Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan đã đồng ý trả lại 4 ngôi làng trên như một phần trong nỗ lực đảm bảo một thỏa thuận hòa bình lâu dài giữa hai nước. Nhiều cuộc biểu tình chống chính phủ đã diễn ra tại Armenia vì hành động này và yêu cầu Thủ tướng Pashinyan từ chức. Một cuộc biểu tình mới dự kiến diễn ra vào ngày 26 tháng 5. Công dân Armenia tại các khu định cư gần đó nói rằng động thái này có thể cô lập họ khỏi phần còn lại của đất nước và cáo buộc Thủ tướng Pashinyan đơn phương nhường lãnh thổ cho Azerbaijan và không giành lại được bất kỳ sự đảm bảo nào. Vài ngày trước, ông Pashinyan đã mô tả thỏa thuận là cột mốc rất quan trọng để củng cố hơn nữa chủ quyền và độc lập của Armenia. Bốn ngôi làng này có tầm quan trọng chiến lược đối với quốc gia không sắc biển như Armenia vì chúng án ngữ tuyến cao tốc huyết mạch tới Georgia.